Chào mừng mọi người đã cùng đến với kênh Ký Kỳ Cục của mình nha. Cũng đã khá là lâu rồi chúng ta không có dịp ngồi xuống và cùng trò chuyện với nhau nha. Thì hôm nay mình xin phép thất lễ trước nếu mà giọng của mình hơi khó nghe nha, vì mình đang bị cảm ấy. Chuyện là vừa rồi á, là mình có tham gia một cái khóa training nghiệp vụ. Và hôm đó là hôm thi cuối kỳ luôn. Người ta căn cứ vào cái điểm thi cuối kỳ đó mà xét xem là mình có được là nhân viên chính thức của công ty không ấy. Thì một cái sự kiện trời ơi đất hỡi nó xảy ra vào phút 91 luôn. Lúc giờ nghỉ trưa á, thì tụi mình được nghỉ trưa trong văn phòng. Mà tính cách của mình á, thì lại kiểu không thích ngồi yên một chỗ. Nhất là lúc training á, là hầu như tụi mình đã ngồi suốt ngày như vậy nữa. Nên là mình thích vận động cơ thể, mình thích chạy nhảy lung tung. Và đã vô tình, khúc mà vui chơi á, thì vô tình ngồi lên cái bàn. Mà cái phòng training đó thì trang bị lại bàn có bánh xe. Mà ngồi lên bàn như vậy á, lại làm lật cái bàn đi. Mà chính cái bàn đó thì mấy ngày đầu á, mình khen là rất là tiện lợi, rất là dễ di chuyển đồ ha. Nhưng mà nào ngờ chính cái tiện lợi đó của nó mới phát sinh ra cái vấn đề. Mà ngã cái bàn nào không ngã nha, ngã ngay cái bàn của chị Jenner. Thế là những cái đồ vật trên bàn đó nó đều đổ hết xuống sàn luôn. Trong đó có cái MacBook của chị. Mọi người tưởng tượng đi ha. Cái giờ phút đó là nguyên cái phòng đang cười nói rôm rả, nghe một tiếng rầm. Tất cả hoạt động dừng lại hết trơn. Mọi người đổ dồn ánh mắt về cái bàn đó. Về cái MacBook bị rớt xuống đó. Mình thủ phạm của chuyện đó. Mới lặng người chạy đi nhặt lại cái MacBook và khởi động lại xem nó có lên hay không. Được cái á, là trong cái rủi nó còn có cái may mọi người ơi. Hơn á, là cái sàn được lót bằng thảm. Và khi mà cái bàn nó ngã xuống như vậy á, thì nó tạo ra một cái độ nghiêng nhất định như vậy nè. Từ đó làm cho vị trí tiếp xúc của cái MacBook với mặt đất á, nó được rút ngắn lại. Hên ghê. Khi mà khởi động máy lên á, thì máy có lên nguồn nha. Chỉ là cái thân máy nó bị chày một xíu thôi. Nên là mọi người á, trong phòng mới cùng bàn với mình á, là nếu mà như vậy á, thì đừng có nói cái gì hết. Rồi thằng bạn mình á, nó mới lại chạy gần lại hiện trường và nó xem. Thì nó phát hiện ra rằng á, là cái con chuột gắn vào laptop á, đã không thấy đâu cả. Mình với nó mới cuống cuồng lên đi tìm. Và khi mà tìm được á, thì hỡi ơi, cái con chuột á, nó không cầm được nữa. Nó không còn hoạt động được luôn. Giờ phút đó mình mới nghĩ trong đầu á, là rồi thôi, xong rồi. Thi á, không biết có đậu hay không á, mà đã làm cho cái MacBook của chị Jenner, chị Vi, chị Jenner tên Vi, ra nông nổi như vậy. Con chuột á, cũng không còn hoạt động được luôn. Thì không biết lấy tiền ở đâu ra mà đền nữa. Nhưng biết sao giờ, mình là người gây ra mọi chuyện, thì mình phải có trách nhiệm. Mình liền order một cái con chuột khác, cùng kiểu dáng, cùng kích thước cho chị. Và để đến khi mà giờ nghỉ trưa kết thúc á, khi mà chị Vi bước vào phòng trainer thì mình mới thú thật mọi chuyện với chị. Mình còn nói thêm á là chị cứ khởi động lại MacBook của chị xem là có hoạt động được bình thường hay không, và nếu mà có bị lỗi gì á chị đem ra ngoài sửa thì hết bao nhiêu tiền thì em xin phép được đền lại. Còn về phần con chuột á thì em đã order trên mạng, cỡ 1 2 ngày nữa thì con chuột mới sẽ về. Trước mắt á thì chị cứ dùng tạm con chuột laptop của em trước đi. Bạn mình á được cái nó cũng tốt. Cái giờ phút mà khi mà cái laptop á nó đang nằm ở dưới sàn á, thì giây phút đó mình là người gây ra cái chuyện đó, mình còn không quýnh quán, nhưng nó lại là người làm ầm bang mọi thứ lên. Nó cứ kiểu tại mày á, mày làm rớt laptop của người ta, mày làm rớt MacBook của người ta, mày cái này cái kia. Thật sự trong thâm tâm của mình lúc đó đã rối bời rồi. Mình đang cố bình tĩnh bản thân để mà đưa ra một cái phương án giải quyết thích hợp nhất, mà gặp nó cứ lải nhải bên tai, tại mày á, tại mày á. Nó cứ nói cái điều đó, thật sự lúc đó mình rất rất là bực mình. Mình còn kiểu mà có cái suy nghĩ là mày nói thêm một câu nữa đi, mày nói thêm một câu nữa đi, là tao kiểu là mình sẽ lúc đó là mình sẽ nói thẳng một cái câu đó là đủ rồi đó, mọi chuyện chưa đủ rối hay gì. Nhưng mà lúc đó mình suy nghĩ trong đầu là thôi kệ, nhiều một chuyện chỉ bằng bớt một chuyện. Trước mắt á, là vẫn phải lo cái vụ MacBook trước.
là giờ phút đó mình đã có hơi bực mình về nó rồi ha. Nhưng mà sau khi mà mình thú tội với chị Vi xong á thì nó lại là người nói đỡ cho mình. Nó nói là tại vì cái bàn nó hơi trơn á chị, nên là ABC XYZ vậy đó. Thì giờ phút đó thì mình cũng cảm thấy là an ủi và ok la là mình cảm thấy nó cũng ok, cũng tốt. Mà giờ phút đó chị Channel, chị Vi nói một câu á mà khiến mình nhận ra một cái chân lý của cuộc đời này luôn, đó là đừng có múa rìu qua mắt thợ. Chị nói là chị training ở đây mà, chị training mấy chục lớp rồi, cái bàn này như thế nào chị là người hiểu rõ nhất mà. Chị Vi mới nói một câu đó là ký sao em lại nói cái kiểu như là em mong laptop của chị hư để từ đó em được đền tiền mà em lại không hy vọng là laptop của chị nó vẫn hoạt động bình thường nha. Hiện giờ thì chị khởi động và chị thấy á là nó vẫn hoạt động bình thường. Sau khi nhận được cái câu nói đùa của chị á thì mình cũng nhẹ cả người luôn. Chứ kiểu mà chưa đi làm chính thức được ngày nào mà đã đập phá máy của cấp trên như vậy thì không biết kiểu nhân viên gì nữa. Từ đó thì mình rút ra được một điều. À không phải là từ đó nữa, mà trước đó những cái lần đi cà phê một mình á thì mình cũng đã nhận thức được cái điều đó. Đó là đối với những ai mà hay mang laptop theo bên người á thì khi mà gặp những cái điều mà khiến mình phải tạm rời xa laptop của mình như là đi vệ sinh hoặc là tạm đi đâu đó một khoảng thời gian ngắn á thì việc các bạn nên làm á đó là các bạn hãy gặp laptop của mình lại, không nhất thiết là phải gặp xuống hoàn toàn đâu, chỉ là gặp hé hé thôi cũng được. Vì á khi mà bạn gặp như vậy á thì bạn đã hạn chế được diện tích tiếp xúc của cái laptop của mình á. Từ đó thì cũng có thể suy ra được đó là những cái tác động được vào laptop của bạn đó, nó cũng sẽ hạn chế lại, giảm được nguy cơ rất là nhiều. Ok, đó là tất cả những gì mà mình muốn tâm sự với mọi người trong video ngày hôm nay. Mong rằng các bạn sẽ thích chiếc clip này, và nếu mà thích thì hãy share chiếc clip này để mình có thể tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kanchiki và mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống thường nhật của mình trên đó. Bạn cũng có thể comment trực tiếp phía bên dưới về cảm nhận của bạn sau khi xem hết chiếc clip này, cũng như là chủ đề mà bạn muốn mình thực hiện, mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba hàng tuần, 19 giờ tối thứ ba. Cảm ơn bạn vì đã để mình có cơ hội tạo nên một vài khác biệt trong cuộc đời của bạn. Còn bây giờ đi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.